150.000 ạ. Đây ạ, đồng hồ này. À, ok anh cảm ơn. Em đóng nắp bình xăng luôn thôi. Anh có một lời hóa đơn VAT không ạ? Anh không. Vâng. Là cửa kính ở kia là Long miễn phí. Dạ vâng ạ. Được, chính cái anh Nhật này anh ấy làm chắc chắn nhỉ. Vâng. Là em gửi lại anh 250 ạ. Ừ, anh xin. Cảm ơn anh nhé. Tại vì bên họ cũng bán hàng như này. À. Họ mang về văn hóa của họ sang Việt Nam rồi. Xăng có liệu đủ không? Đủ ạ. Cảm ơn bên có vẫn vừa cho anh 100. Tại vì bây giờ bọn em mới là vẫn còn được cái mức là chênh lệch ấy. Cứ thoải mái em. Anh ở bên nhà báo ạ. Em thấy anh quay phim. À, anh ơi, cái vốn đầu tư nước ngoài 100% của Nhật nó ở trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Cái sai số của nó về cái lít là 0,01. Miễn phí vừa đi lau kính, lái kính các kiểu. Được rồi em. Anh cảm ơn nhé. Khi nào anh sang thì anh alo em. Mời anh ra với này. Hôm nay chào anh. Chào các em. Anh đi nhá. Vâng. Chào em. À, tuyệt vời anh ạ.